Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may mẫu rập quần bí bé gái mã RG301. Trước tiên, chúng ta cắt các chi tiết của rập ra nhé. Phần lót quần, mình sử dụng vải thô boy. Trước tiên, chúng ta sẽ may phần bên ngoài, ráp hai bên sườn và phần sườn đũng. Ống còn lại may tương tự. Sau đó, chúng ta sẽ lột phải một bên ống quần, bỏ vào bên ống quần còn lại. Lưu ý các điểm đũng trùng nhau. May đường cố định quanh đũng trước và sau. Lớp lót quần bên trong cũng may tương tự. Nhưng một bên ống quần, chúng ta sẽ để hở 6 xăng để chút lộn quần nhé. May rút nhún phần cạp và phần gấu quần theo thông số đã ghi trên rập.
Tiếp theo, chúng ta sẽ may phần cặp quần. Đối với phần chun, các bạn cắt theo thông số đã ghi trên rập. May xếp chồng phần chun lên nhau hoặc may nối hai đầu chun. May cố định cặp. Lộn mặt trái phần quần ra bên ngoài. May cố định phần cạp. Bây giờ chúng ta sẽ may ráp phần lót quần và phần chính. Các bạn lộn mặt trái phần lót quần ra bên ngoài nhé. May ráp phần lót quần vào phần cặp quần chính. Sau đó, chúng ta sẽ may ráp phần gấu. Áp hai mặt phải của vải vào nhau nhé. Các bạn may xung quanh. Thank you.
bên ống còn lại cách làm tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ lộ phần quần qua phần hở ban đầu. Phần để hở ban đầu, chúng ta có thể may dấu chỉ hoặc may cố định lại. Chúc các bạn sẽ may được những bộ đồ ưng ý.